Hello anh em nhé. Hôm nay thì anh em chúng mình lại tiếp tục kiếm lúa trong bàn xanh tài xỉu lỗ hũ. Anh em hôm nay có biết là kiếm lúa ổn áp không nhỉ? Lụm chưa? Căng chưa? Chắc là các ông chắc khả năng là đợi clip tôi đúng không? Tôi bắt bài rồi, bắt bài rồi. Rồi hôm nay thì mình lại vào con game, đồ đấy là con game tài xỉu thiên đường ở chơi, cũng như là dùng một số cái phương pháp cũng như cái mẹo để đi cầu ở trong đây. Rồi ở đây thì quả hũ thì nên 1B rồi, thì tranh thủ là chạy cầu luôn. 13, 14, 12, 14 nè. Kép 14. Trạm chi ngậu 1-2. Đứng ở form 5-6 à. Thế chạm cầu này thì bắt tiếp cầu tài thôi. Chạm cầu này bắt tiếp cầu tài anh em ạ. Chạm này bắt tiếp cầu tài anh em nhá. Rồi xem nào. Bú luôn anh em ơi, 3, 4, 5. Chạm cầu nó đang cao mà. Chạm cầu nó đang cao mà anh em ơi. Rồi thì bú luôn 3-4-5 anh em nhá. Rồi bú luôn 3-4-5 anh em ạ. Đúng cái cầu tài này anh em ơi. Đấy, rất là ngon luôn anh em nhá. Rất là ngon luôn. Đúng chưa anh em? Đấy, cầu này thì form nó đang rất là cao. Lên là cái form cầu đi nó cũng rất là dễ. Rồi kép 14, kép 12. Ở đây thì nó hai vị nó bắt đầu đang dồn xuống này. Vị 1 và vị 3 đang dồn xuống anh em ạ. Đang dồn xuống, đấy, đang dồn xuống. Thì có lẽ là phát này nó sẽ bẻ về cầu xỉu này. Nếu mà hai vị 1 và 3 nó đang có cúi xuống, đang cắm xuống này, là mình bắt cầu xỉu anh em nhá. Rồi bắt cầu xỉu nào, 47 xỉu anh em ơi. Theo tiếp 47 xỉu đi, nó đang dồn xuống mà, nên mình bắt tiếp cầu xỉu anh em ạ. Bắt tiếp cầu xỉu, ok chưa anh em? Tiếp tục nha, theo tiếp cầu xỉu nha. 47 xỉu anh em ơi, cứ bình tĩnh mà đi anh em ạ. Ok chưa? Rồi cầu này thì nó đang dồn xuống mà anh em. Đấy, đang dồn xuống mà. Rồi bú không đây, bú này. Rồi về tiếp một con xỉu 7 anh em nhé. Bú tiếp một con xỉu 7. Đấy, rất là dễ thôi anh em ạ. Cầu kèo đi thì rất là dễ, không có gì là khó khăn cả anh em ơi. Không có gì là khó khăn cả anh em nhé. Khi mà bắt cầu anh em chỉ cần lưu ý đó là cái form cầu anh em nhìn cái xí ngậu cầu nó đi theo chiều nào là anh em theo luôn cái chiều đấy cho mình. Được chưa nào? Nó đi theo cái chiều nào là anh em đi theo cái chiều đấy. Rồi sau khi mà về form khung cầu, tiếp tục về form khung cầu xỉu đây. Tiếp tục về chạy về form khung cầu xỉu anh em nhé. Thì anh em tiến hành là bám cho tôi cái form. Bám tôi nhìn cái form này. Chạm này thì có chạm 1 và 2 đứng ở đôi 1. Được chưa? Bám tôi cái form. Chạm 2, 1, 2 bám vào đôi 1. Thì anh em tiếp tục bắt ngay cho mình cái xu hướng cầu anh em ạ. Bắt ngay cho mình cái xu hướng cầu. Đó là xu hướng cầu tài anh em nhé. Vì nó xuống đôi một này, hiện tại thì nếu mà vị mà xuống đôi một thường rất hay bẻ lên tài anh em ạ, rất hay bẻ lên tài đấy. Chính vì vậy là mình bắt tiếp cầu tài anh em ơi. Nào bú luôn này, 6-6-4 bú cầu tài cho anh em. 6-6-4 bú cầu tài cho anh em đấy, rất là đơn giản anh em ạ, đi cầu rất là đơn giản. Bú tiếp một kho form phùng cầu tài nữa anh em nhé. Đấy thì anh em nào mà muốn tham gia kiếm lúa thì có thể là tải game về. Đường link game tài xỉu thiên đường ở chơi mình ghi bên dưới phần comment cho tất cả anh em. Anh em có thể là tải ngay game về và tham gia kiếm lúa ngay cùng với mình anh em nhá. Rồi tiếp tục nào. Form này đang là form khung cầu đứng chạm 5-1-1 này. Đang là form khung 5-1-1 đây các bạn. Thì với cái form khung cầu 5-1-1 đây anh em lại thấy này, nó lại có chạm đôi 6 rồi. Chạm đôi 6, nhưng chạm đôi 6 này thì nó không giống như chạm đôi 1. Chạm đôi 1 thì nó chỉ có vị 1 và vị 2 nó xuống thôi. Nhưng chạm đôi 6 này thì nó lại là 1 và 3 cộng với con 2 đi lên anh em ạ. Đấy, thì rất có thể là 3 vị nó vẫn đang đi lên này. Thì tỷ lệ là vẫn còn tài, vẫn còn tài anh em nhé. Nhưng mà phiên này mình sẽ bỏ xem là nó có về cầu 1-1 hay không, hay là nó đi một cái form cầu nào anh em ơi. Đi một form cầu nào anh em nhé. Rồi nào. Rồi, vậy là về xỉu anh em ạ, nó về 1-1 chứ nó không chạy cầu tài. Đúng chưa? Đấy, mình phải xem khi mà nó nối cầu là mình phải xem. Tốt nhất là mình không vào vội anh em nhé. Tốt nhất là mình không vào vội. Được chưa nào? Tốt nhất không vào vội. Ok, sau khi thì ở đây thì nó về luôn một cái form khung cầu. Đó là form khung cầu à. Form khung cầu 1-1 anh em ạ. 1. Đấy, chạy luôn 1-1 này. Rồi. Thì bên sau đó về cầu 1-1 mình sẽ chạy, tiếp tục chạy theo cầu 1-1. Đấy, theo hết của cầu 1 thì thôi anh em nhé. Theo hết của cầu 1 thôi. Bám tiếp một cầu tài, 3-3 tài. Mới lối cầu thì mình cứ đi đều đi nhỏ thôi.
theo cầu cứ đi đều đi nhỏ, vừa tay chắc tay là lụm anh em nhá, cứ đi nhỏ nhẹ thôi anh em ạ. Rồi bắt tiếp cầu tài nào, bắt tiếp cầu tài 313 tài anh em nhá, theo tiếp 313 tài đi, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thôi đúng không, vội vàng gì đâu. Theo tiếp cầu tài nào, cầu lại không chạy cầu tài thì là cầu nào chạy tài. Ok, à, mở bát nào anh em ơi. Rồi, thấy chưa, 4, 5, 6 bú tiếp cầu tài đúng form cung cầu 1-1 anh em ạ. Bú tiếp cầu tài đúng form cung cầu 1-1, rất là hay luôn anh em nhá, rất là hay luôn, chạy của cầu khá là ok. Đấy, chỉ có lúc lúa anh em ạ, chạy đi form cầu này chỉ có lúc lúa thôi. Rồi thì bây giờ nó vẫn chạy theo form cung cầu 1-1 này thì mình sẽ vẫn theo được chưa, vẫn theo, vẫn chạy, vẫn theo. Đấy, vẫn theo anh em nhá, 1-4 xỉu. Và hiện tại thì nó đang đi được 4 tay rồi, 4 sang 5 hay bẻ nên phát này mình vào nhỏ thôi, có 1-4 thôi anh em ạ, 1-4 thôi. Đấy thì anh em nào thấy clip mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo lên để tham gia kiếm lúa cùng với mình anh em nhá. Còn nếu anh em thích có những cái phương pháp chơi cũng như cách chơi hay kiếm lúa chốt lãi hàng ngày đều một tựa game ngon thì không thể nào bỏ qua được cái tựa game tài xỉu thiên đường ngồi chơi này được rồi anh em ạ, không thể nào bỏ qua được. Thì link game tài xỉu thiên đường ngồi chơi mình sẽ ghi dưới phần comment nên anh em tải về mà tham gia kiếm lúa cùng với mình anh em nhá. Min này chỉ có một ít thôi, anh em có thể là chơi trực tiếp trên web hoặc trên app đều được anh em ạ, cầu theo rất là đều. À, anh em thấy không, cầu theo rất là đều. Ngày hôm nay thì mình chạy đâu đó là 5 phiên chạy theo cầu đâu đó là 5 phiên mình nụm lên 72 củ. Đấy, thì mình sẽ làm thêm một phiên nữa anh em nhé, theo lốt phiên cầu 1-1 nữa, lẻ 8 nít theo tiếp phiên nữa, rồi mình sẽ nghỉ anh em ạ. Đấy, thà mình đi 5-6 phiên chắc tay cầu đẹp là mình nghỉ, còn hơn khi mà anh em chạy cầu, anh em ngồi lâu dẫn đến trường hợp anh em bị cầu nó loạn cầu. Đấy, và khi mà loạn cầu là anh em nó rất khó chơi anh em, loạn cầu anh em rất là khó chơi, hiểu không? Rồi, nào 8 nốt thôi, con này thì vào 8 nốt tài thôi rồi mình sẽ nghỉ anh em nhé. Chốt lúa nhẹ nhàng thế thôi là được rồi anh em ạ, chốt lúa nhẹ nhàng thế thôi, không cần căng anh em ơi, nhẹ nhàng không cần căng anh em ạ. Đấy, mình cứ từ từ mình đi, bình tĩnh mình đi là lụm lúa ngay đấy mà. Nào tiếp tục nào, cầu này thì bám 8 lốp tài này, ok nhá, theo 8 lốp tài nào anh em ơi, theo nào 8 lốp tài nào, chạy luôn đi anh em ơi, lốt tay nào, phía này. Rồi đấy, phía này mình thấy là nó dễ bẻ mà, cứ cái tầm chạy đến 4 đến 5 này nó dễ bẻ này. Đấy thôi, có lẽ thì tôi cũng sẽ nghỉ anh em nhá, và hẹn tất cả anh em những clip sau. Ok chưa nào anh em, giờ thì bye bye anh em nhá, chúc anh em hôm nay kiếm lúa thật là thành công và kiếm được thật là nhiều lúa anh em ơi.